Đoạn kia bị làm sao anh, cháy à? Đoạn nào? Đây. Đoạn này á? Không, thì đây ngày xưa anh Pham viết đây mà. À, đây là bây giờ phải nuôi cái mầm này. Đấy, cái vấn đề công nghệ can thiệp vào cây nó như thế đấy. Công nghệ can thiệp vào cây, chẳng qua ông cứ đi mãi kiếm tiền, ông đếch quan tâm gì đến cây nên là đâu quá như thế. Ông cứ nhìn vào cây thì đến lúc cái cây mà bây giờ mới gọi là thư thái để mà chăm cây. Và em biết đây là nó không bền cây. Không, cây này chỉ khoảng 3 năm nữa là cái bộ gốc này ngon rồi. Cái này mà anh mà tập trung anh làm thì sang năm sau. Sang năm sau anh cho lên viên đá mà, có đá cho nó rồi. Bộ bệ ngon thì anh cho nó ngồi lên viên đá mà, sang năm sau. Cây này mà cho lên viên đá thì em nghĩ chả ấy. Anh chỉ ký gọi cải đá nhẹ nhàng thôi, chứ nếu mà để cho cả lên một viên đá thì nếu mà cải đá không thì thôi, chả cải gì, chỉ nguyên chơi. Mua chân nó có xấu đâu. Đây không mà. cái cải đá không phải cải nhiều em ạ. Bây giờ người ta ví dụ để chỉ một hai viên thôi chứ không theo kiểu là nhút đút vào đâu. Theo kiểu tiểu cảnh đấy. Bây giờ họ làm đá thì không phải như ngày xưa các cụ cứ ấn một đống mà. Đấy, ví dụ như cái cây thiên trụ của anh Dũng ấy, chỉ cần đặt một cái cục nhỏ vào. Cái đấy thì dễ, cái đấy không có gì, nhưng mà thực ra cái đấy để hôm nào anh đặt lên bên đá đấy em nhòm thì em mới hiểu. Em mới hiểu ý tưởng của anh. Nếu mà anh đặt lên viên đá thì một là cái viên đá nó phải dạng đá nó đá nó màu nó giống như kiểu màu đá tổ ong ấy, đá sau lưng này đấy, kiểu màu ấy hoặc là cái đá ong ấy đấy, nhìn nó mới hay chứ cái loại đá trắng đá xanh này không hợp cây này, đúng không anh? Cũng có thể không hợp, đá xanh đá trắng không hợp vào cây này đấy, nếu mà đá lên đá thế. Ngoài thì bé nhỉ, quay lên thì nhìn được to hết. Không, bởi vì ở đây có người thì người họ sẽ định hình được cái độ lớn của cây. Nó có vật để so sánh nhé. Thì nếu mà không có hình cái quay sát này thì nhìn trong ống kính, bởi vì nó choàng hết cả ống kính. Thì nhìn cảm giác nó to. Tại sao khi họ chụp cái cây lên họ toàn để cái bật lửa hoặc là để cái lon bia các thứ để có đối xứng. Người ta nhìn người ta có cái biết được cây nó độ lớn như nào. Các bác ngắm xem cây này được không? Đồ gọi là đồ không bán. Không được thì để cho anh cứ đi. Mà anh Tuấn Anh vứt đi thì em lấy. Anh Tuấn Anh vứt đi thì em lấy. Đúng không? Đồ không bán. Nghe có vẻ hợp lý phết nhỉ. Không có chê thì khi anh chán anh cho thật. Không phải là anh không bán. Không, nó một có những đẹp trời. Nó có những cái vật kỷ niệm rất là hay. Giống hôm đi lên Bắc Ninh mua ông Tùng ông mua ấy. Đấy, có nghĩ cũng hay đấy. Cây tất nhiên nó cũng gọi là bình thường thôi, nhưng mà có một cái kỷ niệm đấy, đến hỏi cây này lấy đâu. Đây, cây này hôm ấy đi tôi cả ông Duyên đi cả ông Mạnh lên Bắc Ninh kỷ niệm cây ở Bắc Ninh. À, đấy nó có một cái... anh Tuấn Anh ạ, ừ đấy, nó có một cái tích hay. Ông mua cây này ở đâu ấy? Nhớ nhìn cái cây này phát là giống như bảo cái cây này hôm ấy Tuấn Anh chán, hôm ấy chán đời kiểu gì vứt, thôi em xin. Không, là mình uống bia mình cho ông một cây, ông xin thêm một cây nữa, đến lúc mình tỉnh dậy mất thêm một cây nữa, hóa ra là cuối cùng là cho một cây, cho một tặng hai biếu ba rồi đấy. Đâu, cho một tặng hai rồi lấy ba. Cười. Mình bảo sao lúc mình thế lại, mình bảo sau cây này mất rồi, bảo thế nó mới có cái tích. Ông trong vườn ông ấy bảo là
thằng Mạnh nó bảo anh Tuấn Anh cho em. Và cho không có lời. Thôi bây giờ nó vác về nhà rồi chạy đòi lại. Ông tay ông còn bỏ ra ông còn sửa sang cho. À, lúc ấy anh chả nhớ gì. Xin rõ ràng xin có 2 cây. Cười. Mà sân cây của Mạnh giờ chả thấy tính thăm gì nữa nhỉ. Em để dọn một góc rồi nên là dạ, anh Mạnh quay kia. Nó ở tít góc trong bởi vì là lợp hết cả mái lên. Chán rồi buồn quay. Cây còn xinh xỉu. Không, nó vẫn gọi là một cái khu đấy, nó có cái khí trời. Sau này có tiền thì làm lại, quy hoạch lại thì là sẽ có sân chơi, có góc chơi. Mạnh không có tiền thì ai có tiền? Bây giờ có tiền thì anh bảo xây cái nhà, cái cửa, anh bảo đơn giản nè. Bây giờ lợp hết vào, kín hết sạch sẽ rồi. Nó có phải là cái sân như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa toàn bộ cái đấy là cái sân đúng không? Anh nhìn ra chưa? Bây giờ lợp hết sạch sẽ rồi. Lợp kín hết, lợp tô lạnh hết, kín hết sạch sẽ rồi. Làm gì còn cái sân đấy như ngày xưa nữa đâu. Đấy, nó là cái sân đúng không? Đi ra ấy mua được 3 cái chậu. Đấy, ra nông nghiệp á. Xong về mấy cây dâm bằng cát, bằng bao góc cửa. Thế là ông ấy ấn mà không, đấy, bây giờ là ông này trồng bonsai hay ghê. Đấy. Thế xong hôm sau cũng trồng ấn thế mấy tháng lên. May là nó chết thì học ông Mạnh. Cười. May là ông chết, vẫn nhớ cái kỷ niệm. Cười, nâu ruột lên được. Giờ mấy bác ấy bảo rồi là bây giờ cứ các cái hội chợ trước này, triển lãm này, đấy, mua lấy 1 cây thôi, 2 cây thôi. Đấy, 10 cái triển lãm là có 10 cây rồi. Đấy, sau này là sẽ có góc chơi. Không, nhưng mà sau này chọn thì mệt lắm. Cứ tích vào đấy. Không kiểu lấy cây nào bây giờ nó phải chơi được rồi. Không lấy những cái đồ ấy. Không lấy những cái đồ về xong rồi nuôi chờ đợi lâu lắm. Đúng anh Tuấn Anh? Ừ, xong rồi lấy về ai làm? Hả? Cứ làm đi, xong gọi Tuấn Anh đã bảo rồi, gọi Tuấn Anh đã. Đấy. Thì ra mà cái cây đấy anh ấy không tốn công lắm đâu, một ngày cũng được mấy chục cây đấy. Đã bảo lấy Tuấn rồi anh thì nữa. Mua nhiều à? Đấy, đúng anh thực ấy. Chứ mua cây thế về. Anh biết là về Tuấn Anh thì nào cũng sửa được, anh mua còn sao. Bây giờ về ví dụ em không sửa được thì làm thế nào anh? Anh biết là Tuấn Anh sẽ sửa được nên là anh mua cây này. Nghe hài không? Ông thực ông ấy anh ông thực ông ấy tinh lắm. Nhưng phải nói là những cái nốt mà cắt này nhỉ, xong rồi cùn lại anh. Đấy cây úi giời sao phang ấy ý, nặng thế. Lại cụt rồi. Không biết bao nhiêu cân. Nuôi to tướng thì xong ông ấy đây, cắt. Đây, phát. Ê nói chuyện đây, làm phát. Gì. Đây phát đây phát đây đây phát. Cũng nằm phao phát. Không làm cái dây nào. Kệ. Bằng loi thổi thổi ra mầm thì thôi. Cái này lâu lắm rồi mới cắt. Cái này căn bản là trồng là đâu, tại vì hôm vừa rồi trồng lại mới trồng lại. Thì nó ra trông to hơn thì không đẹp nhưng mà có đất ăn. Trồng này đẹp. Cây đó là để chơi rồi không quan trọng. Cái này có đắp rêu không? Sao nó lên rêu đẹp này nhỉ? Chả cần đắp thì nếu nó dần dần nó mịn cây nó sẽ lên rêu, rêu tự nó lên mà anh. Vườn thì mình đắp phần rêu. Với cả trồng tự lên hết. Với cả cái đất này nó rêu nó dễ dễ ra. Cái cây kia nó giờ lên được mầm. Đấy cứ ngồi làm cây chém gió này đăng lên YouTube các bác cái xem sướng. Đỡ phải đỡ bình luận. Của tôi đẹp cây quá. Chả về có gì phải giấu cả. Đúng rồi tôi đây nhỉ. Mệt cả người. Vườn rất là sâu. Đấy.
này, sau này cái bộ bệ này nó ra kín hết này, đẹp này, đúng không? Ngày đầu em lên đây em bảo ôi sao anh không đục cái này cho nó bằng bằng cho nó mịn nó đẹp. Nó nghệ thuật, ông này kiểu cái kiểu ông thích những cái quái quái dị dị kiểu thế. Không phải những người mà phá cách ấy, thì bây giờ anh em mình mới gọi là kế tục được những cái mà dị dị của người ta, đúng không? Đấy. Những cây mà dị dị là do người ta phá cách đấy chứ. Nếu người ta làm bóng theo cái lối cổ thì toàn cây cổ. Hoặc làm theo làng, toàn cây làng. Nhiều người phá cách giờ mình mới được kế tục. Thế là giờ mình phá cách cho đời sau tiếp tục kế. À đấy ạ. Chứ không phải đời mình hưởng nữa, để đời sau nữa. Mình có hưởng, mình sẽ mãi mãi nối tiếp thế thôi. Chứ mình làm sao mà được hưởng. Mình chỉ hưởng thành quả mình làm ra, không hưởng cái kênh mình làm ra. Đẹp đấy. Được 9,5 à. Con này mạnh quay mấy lần rồi nhỉ? À. Ở chỗ nhớ em vừa có bị chuột nó gặm không? Đấy. Em nhớ cái hồi bị chuột nó gặm không? Tan thua. Có đợt mà anh đi làm nhà nào một đoạn sửa sửa mà ấy đấy, mà phân tích mà xanh xanh quê hay Nam Điền gì gì đấy mấy đấy, loại đấy nhỉ? Làm cho ông Tuyển. Cái đợt đấy thấy nhiều ông nhà ông đấy nhiều con sai. Okay. Chết hết rồi. Nó nhắc đến nó mới gọi đó lâu rồi đấy. Giờ thì nó bị hỏng mất mấy cây. Nhìn đẹp này cũng đẹp phết. Phí quá. Chết đấy. Mại. Đấy, chẳng quan tâm này. Hỏng hết ngay chứ có gì đâu. Cây đẹp. Cảm giác mà mua được cái cây đẹp về không chăm được nó. Thế, cây đẹp thì à, cho biếu tặng. Mua chân bên này theo ý kiến của cô sẽ sửa thế nào. Bây giờ tất cả bên kia thì ok rồi, bên này còn lỗ. Lấy đường nào và bỏ đường nào. Này ra cho khu đệ nghiên cứu cái tác phẩm này. Tao thử đọc đi xem nào. Đọc đi để quay đây cho. Đây em bỏ khẩu này. Cả thế giới cùng xem. Bỏ khẩu này lấy xuống đây. Thì cái này nó vẫn chạy ra đây thôi. Thì nó vẫn đẹp mà. Thì đục cái khẩu này thôi. Thì nhìn chỗ này nó thanh thoát luôn cả cái rãnh này nhỉ. Nhìn này. Đấy. Từ đường chạy, đấy, chạy ra đây. Đẹp luôn. Bỏ cái khẩu này. Đói mẹ. Đói, chưa đói lắm. Đói hẳn cái vách này đây nhá. Đây này, phân tích nhá. Đây, chính cái đây chính là cái gò của cái chế bệ nhá. Đúng không? Đây cái nó là cái đối xứng của cái bệ này, trên bệ này. Bây giờ cu mà bỏ cái đấy đi thì đúng là. Tự nhiên bây giờ thì lóp một cái. Lõm. Mà nó ra nó không sạch. Thế thì mình bỏ cả đi. Đấy, cái về trong nó vẫn đẹp mà. Đấy. Ừ đẹp đấy mày ạ. Bỏ cả đi nhá. Đây một đường chạy này, xong ngoài này họa một đường chạy nhá. Ui. Mà chạy lên đây đẹp đấy. Thật mà đây, anh nhìn đây. Đấy, nhìn đường chạy của nó sâu chưa? Rồi bỏ cái này đi cũng tiếc. Ở bên kia anh đang có cái kia, nhưng mà nhìn hai đường chạy cũng đẹp mà. Bây giờ chúng ta ít nói là làm nhiều quá. Thôi để em mang đồ cả nhá. Mang đây xử luôn cái gì nữa. Nói ít. Nhưng mà về xử chỗ nào chưa biết. Đấy anh cứ xử theo cách của em. Đấy thì có mà đập đầu vào tường. Không cắt được à? Khoét từ cái chỗ ở trong kia thì lấy cái hốc. Thế nào? Đây á? Ừ. Đây là thân nó kẹt. Không, cái này này. Lấy cái hốc thọc sang. Đấy. Ừ, cũng có lý. Thì ý kiến của chú Mạnh có khi hay nhất. Hay là vậy. Vâng. Đấy, cái hốc cái nhìn ra đường này nó vẫn uốn cong lên chạy đẹp. Thế không? Vâng. Chú Mạnh cũng kia gọi là cái ngon nhất. Mà vẫn lộ được cái thân ở trong ra. Đúng chưa? Đấy, đừng bỏ này. Nhìn cái hình rất lâu rồi này. Bỏ cái này này. Cúc này để bỏ cái này ra thì nó ra được cái hốc. Có nghĩa là nó không bị bí nữa. Cái đường chạy này vẫn khó gì. Mình đây, mình lấy cái đường chạy ở. Đường chạy ở dưới ra thân đây này. Ra này.
không? Vâng. Nhưng mà cái về này nó đẹp lắm. Nhưng mà em nhìn cái khẩu về này của nó đẹp đẹp hơn cái khẩu chặn. Nếu mà thích cái khẩu về này thì lại cắt cái này đi, tháo cái này đi cũng hay hơn. Đấy, tháo này đi để lấy cái này làm chân móng ở đây, hồi về đây thôi. Mới bỏ cái này cái về đẹp rồi. Đấy, thế là theo ý chú Mạnh lại bỏ thêm một nước cái này nữa, thế là để hai cái này. Ừ. Thế nào? Bỏ cả hai. Em thấy chỗ kia nó có cái hốc, đằng này hốc đẹp, đằng kia cũng có cái hốc, nhìn nó hay. Cái này nó chạy lên thì nó không bị xe hàng khổng này. Ừ. Nó cắt đầy gì, cắt đầy mới cắt đầy gì. Đúng không? À, cái sẹo nó lại sẹo gấu luôn. Chà, anh cắt đằng, đấy cắt cái khẩu đấy, cái thân kia nó vẫn lộ ra. Không phải đòi hai cái này nữa. Đó. Nó hợp lý. Để làm luôn. Không, lấy cho thầy cái kia, cái con này. Cưa không cần đục, cưa có thò được không? Thò được, cưa từ dưới lên là được. Đi làm cây cho người ta mà cây của mình làm run nhỉ? Sao mà run? Cây người ta toàn cắt một tay, ghê lắm. Thế thì mới hỏng mới xin được chứ. Giờ em mới biết bài của anh Mạnh. Đấy, nào thầy em ra cắt cho thầy kia thì em cũng cắt hỏng em xin. Cái phải đục thôi. Đục. Đục nhanh hơn. Lách 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 ạ. Thôi mấy mà hỏng kéo. Hỏng sao kéo? Kéo Nhật người ta hỏng có vỏ hành. Kéo này thì gọi là kéo Nhật chứ chả phải Nhật nữa. Tầm này đánh rơi thì gọi là kéo Nhật rồi. Ôi, nó bám vào cái gì mà chắc thế? To ừ, thôi chứ không bám vào cái gì đâu. Cái rễ nó cũng già. Đấy, nó bám vào. Đây nó có một đường rễ trong nữa này. Ăn vào cái đường rễ trong này. Đấy, một ý tưởng. Đấy, nhìn là giữ được cái này mà. Đúng không? Ừ. Cũng được. Cũng hợp lý đấy nhỉ. Cái vẻ này chắc thế nhỉ. Đấy, phải cắt cái mấu ăn xuống đất này đi thì nó mới thì nó đây mới thành một đường. Đấy, nha. Mở rễ này. Bắt nguồn từ kia, dí chắc từ đây. Đấy, dí chắc lên. Đúng không? Bây giờ đến ba cái này đúng không? Không có thời gian xong mà em nó phăng. Cưa đâu nhỉ? Đây đây. Đấy, cái cắt em thấy không? Cắt phát là nó nhìn như không nhìn thấy sẹo luôn. Nó ra định hình được cái. Vẫn nhìn rõ được việc chạy. Chắc phết đấy. Đấy không? Để mình nhìn cái này. Phải đục, cái phải đục. Nhiều vết bập chặt. Thấy chưa? Thông ra chưa? Yeah, cắt thấp xuống nữa. Một khi sau này thì bỏ nó đi. Đấy. Bên này này, ngắm bên này này. Kể cái bỏ cái đấy bên này về chạy một đẹp nữa.
Cứ chuyển đi. Bây giờ lấy đục vát, đúng không? Ừ. Vát theo đường thân của nó đó. Để hai anh đục cho. Có đục không? Cái đường này hơi khó. Mê ly ngay. Bé quá. Đấy, hết. Thấy chưa? Thông nhìn hay không? Chuẩn, đẹp bài. Trời nhanh tối. Đi chưa? Nhìn mấy đẹp chưa cô? Đẹp chưa nhìn nữa. Tạo đường hốc đấy. Dạ. Nó hay. Đấy. Ừ. Thích điện phết nhỉ? Vừa ra được cái thân trong vẫn chạy nể đấy được. Bây giờ bắt đầu nể chứ mạnh dần rồi đấy nhỉ. Dạ đấy. Mạnh bây giờ sắp trở thành cao thủ. Cao thủ cái gì? Dân ạ. Không, cái gì khó phải nhiều anh em bàn luận mới ra được vấn đề chung kết. Đúng rồi. Nghe các ông ấy cãi nhau nhiều là là cũng chắc lọc được một ít để kinh nghiệm để cãi nhau thôi. Ừ, mình học ra cái khôn. Đúng không? Kiểu như một thằng vào sân bóng quấy cho mày quấy chán thôi. Đấy, lân quay một vòng cho anh Mạch ấy quay phim. Cái cây này mình kết mỗi cái lá. Quay nhá. Lá đẹp. Đầu tiên nhìn lá như lá móng. Còn cái bộ chân bệ này quá nguy hiểm này. Được. Mày đâu ra nữa. Sống mất tiền. Được đấy. Ok, ngon dai rồi. Sâu sắc.